Erizan xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Hôm nay là 20 tháng 12, em tiếp tục lên chia sẻ một số mật bông hoa cắt đẹp có tại vườn nhà em anh chị nhá. Anh chị cùng theo dõi ạ. Và như thường lệ thì em cũng sẽ gắn hoa bên trái màn hình và đánh theo mã. Anh chị mà ưng mã nào thì anh chị nhớ mã nhá, nhớ đầu mã và gọi điện đặt hàng trực tiếp với em qua số điện thoại 0984282911. Đó cũng đồng thời là Zalo của em luôn anh chị nhá. Em Linh San ở Bắc Giang và gửi hàng đi toàn quốc anh chị nhá. Ship nhanh toàn quốc luôn. Thì đầu tiên em sẽ đi vào một số cái mã nụ nhé chị nhá. Đấy, chia sẻ hàng nụ. Và cái cây ở đây em thuần vườn rất là lâu rồi. Đây, cái cây này á, cây khỏe tự khắc dễ ra hoa thôi. Đây là có mấy mã nụ thôi. Anh chị mà ưng mặt bông hoa nào thì chị nhắn qua cho em nhá. Đầu tiên em sẽ lên mặt bông của Tai Trung Beauty, hay còn gọi là người đẹp Đài Trung anh chị này. Nụ này. Đấy, mã này mỗi mã này em có chục chậu thôi. Đấy, anh chị nhanh nhanh tay nhá. Này, dòng này là dòng thuần vườn nha em. Thế nên là cây nó rất là khỏe nhá. Lên mã đầu tiên cho em là Tai Trung. Mã này là mã L8 với giá là 170.000 một chậu, hàng nụ nhá chị nhá. Anh chị nào lấy hàng lá là 150.000 một chậu. Cây tương đương như thế này, nụ đây. Đấy nhá. Đấy, giá em báo đây là chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển một đơn hàng là 30.000 trên một đơn. Anh chị lấy từ 3 chậu là em đi săn vẫn hỗ trợ ship anh chị nhá. Đấy, mã đầu tiên là L8 nụ anh chị nhá, lên L8 nụ cho em. Đấy, lấy hàng nụ là lên thêm chữ nụ nhá. Rồi tiếp theo anh chị này, qua cho em một mặt bông hoa nữa, đó là L90 nụ nha chị nhá. Cái cây này thì to chả bá, lá to, hoa to nha chị nhá. Đây, đây này, cái nụ đang chuẩn bị tách anh chị này. Đấy, mỗi mã có chục chậu thôi, anh chị nào mà muốn sưu tầm hàng nụ là nhanh tay nhá. Đấy, cây rất là mướt, rất là đẹp như thế này. Đó nhá, lên cho em L90 nụ cũng với giá chỉ có 150.000 thôi. Đấy, cái cây to như thế này, hàng lá là 130 nha chị nhá. Đấy, bán hàng nụ chỉ có cao hơn 20k thôi. Rồi tiếp theo anh chị này, qua cho em một cái mã hoa trắng lưỡi đỏ nha anh chị nhá. Cái cây này là mã B9 anh chị này. Đấy, đây cái cây này á, nó đi, nói chung là nó dễ tính lắm. Nó đi rất là nhiều hướng nụ nha chị nhá. Nguyên như cái cây này, đi hai hướng nụ anh chị này. Đấy, đây này, cái nụ này. Đấy, cái này là mèo, nó khô lá mèo và sẽ bắt đầu nó tách nụ nhá. Đây bên này một tay nụ này. Đấy, cái cây này nhá. Đây nhá, có cây thì nó cũng đi một hướng nụ nhá, nhưng hầu hết là cái cây này anh chị cứ chăm lực ra chậu to đi, nó ra rất là nhiều hướng hoa. Lên cho em B9 nụ nhá, với giá là 150.000 luôn anh chị này. Đấy, nói chung là trong vườn cũng vậy, nó nuôi rất là nhiều lứa tuổi nên nó lác đác có nụ ấy chị ạ. Cây khỏe tự khắc sẽ ra hoa nhá, nên là mình lấy về mình thuần cây. Đấy, ổn định chậu, mình chơi hoa lâu dài nha chị nhá. Rồi tiếp theo này anh chị này, em sẽ qua một cái mã nữa. Mặt này thì nó rất là hiếm anh chị nhá. Nó rất là hiếm, đó là cái cây 610 xưa anh chị ơi. Đấy, cái xưa thì hiếm và đắt, nhưng mà bây giờ thì giá nó cũng rất là mắc anh chị ạ. Đấy, đầu tiên thì em sẽ mời anh chị cùng ngắm cái mặt bông hoa trước nhá. Đây, em mời cả nhà mình cùng ngắm này. Hôm qua nó hé hé, hôm nay thì nó nở căng hơn. Hôm qua là nó hé là hai cánh nó chưa có chồng lên nhau, mà hôm nay em ra nó nhìn hai cánh nó chồng như nhau. Đấy, một trong những cái dòng cát rất là hiếm nha anh chị nhá. Đây, mặt bông như thế này anh chị này. Đó nha. Và em có một ít giống thôi để chia sẻ tới anh chị nhá. Thơm lắm anh chị ạ. Bông hoa rất là thơm và bông này còn lớn nữa nha anh chị nhá. Còn lớn nữa, cánh nó còn căng ra nữa đấy. Đấy, đây này. Rất là xinh nhá. Hai con mắt rất là hút và cái lưỡi này đỏ đen nha anh chị nhá, đỏ đen đấy. Đây, thì đây là cái size cây mà em chia này anh chị này. Cây đây là cây trưởng thành rồi, da mèo béo báo rất là nhiều rồi. Đấy, size cây như thế này nha anh chị nhá. Lên cho em mã này là mã 610 nhá anh chị. Lên cho em mã này là mã 610 với giá là 200.000 một chậu như thế này anh chị nhá. Đấy, chị nhanh tay, em có một ít thôi. Đấy, không có đâu anh chị nhá. Cái cây này bây giờ họ làm tem nhưng nó mắc lắm anh chị nhá. Theo đây anh chị này, qua cho em một cái mặt bông hoa nữa. Đó là cái cây hồng kim cương. Cái cây này là mã L71. Hoa thì siêu bự chà bá rồi anh chị nhá. Cái cây này em chia sẻ từ năm nọ qua năm kia, gọi là đẹp theo thời gian rồi anh chị ạ. Đấy nhá, L71 anh chị lên cho em với giá là 130.000 một chậu như thế này. Đó, hoa em có gắn ở bên trái màn hình đấy anh chị nhá. Tất cả các mã đều gắn hoa trên trái màn hình. Rồi tiếp theo đây anh chị này, qua cho em một cái mặt bông hoa nữa mà nó rất chi là bền. Đó là cái cây hoa đỏ mận mã A02 anh chị ạ. Mọi hôm em hay treo ở bên trái này này, hơn một tháng anh chị nhá, hơn một tháng nó không có tàn. Đấy, nắng mưa ngoài vườn chứng tỏ là cái cây này này vừa thơm vừa bền bông anh chị nhá. Anh chị nào chưa có, anh chị sưu tầm mã A02 cho em nhá. A02 với giá là 130.000 một chậu như thế này. Tiếp theo đây anh chị này, qua cho em một cái mã đỏ này. Đây là cái cây đỏ hậu duệ nha anh chị nhá. Cái cây này thì hoa nó dễ bông lắm và hoa siêu bự. Màu này là màu đỏ tươi cho em nhé, hoa thơm đậm. Tất cả những cái dòng em chia đây đều hoa thơm nhá chị nhá. Quan trọng là mình chăm cái cây lực. Nhiều khi là cái cây nở hoa anh chị chăm nó yếu ấy, nó không bật được cái tông mùi nó lên nhá anh chị nhá. Còn hoa cát này hầu hết là thơm hết đấy anh chị nhá. Anh chị lên cho em mã này là mã L77 với giá chỉ có 120.000 một chậu thôi.
Đây anh chị ơi, qua cho em một cái tông hoa nữa. Ui dồi, cây cao to anh chị ạ, cây cao to dễ hoa nhá. Đó là cái cây mã L69 anh chị này. Cây này là cây hoa trắng lưỡi đỏ. Đấy, cánh phớt hồng nha anh chị nhá. Ở đầu cánh phớt hồng. Cây thì to chà bá như thế này anh chị này. Đấy nhá. Đó, lên cho em mã L69 với giá là 140.000 một chậu. Dòng này thì thân lá bự, hoa bự và thơm đậm cho em anh chị nhá. Dòng này anh chị thấy không? Cái video hoa nở em có gắn ở bên trái màn hình anh chị mình cùng theo dõi nhá. Đấy, hoa này thì khuôn bông nó rất là tròn, rất là đẹp. Qua tiếp cho em đây một mặt bông hoa nữa anh chị này. Cái cây này là hoa đỏ, cánh viền cánh màu vàng cam nhé chị nhá. Cái cây này cũng dễ bông lắm và đi rất là nhiều hướng. Đấy, lên cho em mã này là mã L97 với giá là 120.000 một chậu. Đây, cây cũng khá là nhiều thân đấy. Tiếp theo đây anh chị ơi, qua cho em một cái tông hoa màu vàng nữa chị này. Cái cây này là cây vàng bướm nhé chị nhá. Cái cây này thì hoa bự lắm anh chị ạ. Đấy, cây này hoa bự, dễ hoa nha anh chị nhá. Thân lá này, thân cây rất là cao và lá rất là dài. Đây, sai cây, anh chị lên cho em mã này là mã L44 với giá là 130.000 một chậu. Và qua tiếp đây cho em một cái dòng hoa nữa, đó là cây chôm thông văn si anh chị nhá. Cây chôm thông văn si này nói chung là vườn em luôn sẵn anh chị ạ. Cây chôm thông văn si này ấy, thì thân nó rất là mập, thân nó lùn mập anh chị nhá. Hoa rất là to luôn. Và cái hoa này nó khá là đẹp đấy anh chị ạ. Bền bông lắm, cánh hoa rất là dày và thơm đậm nhá. Lên cho em mã này là mã L96 với giá là 120.000 một chậu. Anh chị này, cái tông hoa màu vàng nhá. Vừa nãy em lên là vàng L90 đấy anh chị, vàng L90 đấy. Anh chị nào lấy cây nụ thì anh chị nhắn em nụ nhá. Còn lấy cây lá này. Lá hay nụ thì anh chị nói chung là anh chị treo. Cái cây này em khẳng định luôn là treo không nó cũng ra hoa anh chị ạ. Treo không tưới nước cũng ra hoa vì nó dễ hoa quá. Đấy nhá. Cây này thì rất là đẹp đây này. Cây em chia rồi, cây thì đã tàn bông rồi, cây thì đang lên lá mèo anh chị ạ. Nó to như thế này anh chị lấy hàng nụ là 150, lấy hàng lá là 130 nhá. Vẻ treo không cũng có hoa luôn đấy. Cái cây này em khẳng định luôn nó dễ hoa lắm. Qua tiếp cho em này anh chị này. Đây lên cho em cái cây hoa ổi đỏ anh chị ơi. Ổi đỏ này thì mỹ mãn rồi. Và cái anh chị nhá, anh chị nhận cái cây về anh chị cảm nhận chất cây nhá. Cái cây ổi đỏ này nó có nhiều sai lắm anh chị ạ. Mình không thể so sánh, rất là nhiều bác so sánh nhưng không thể so sánh được với sai cây như thế này nhá. Cây nó rất là già năm anh chị ạ. Chậu cũng to hơn là chậu 3.5 đấy chị nhá. Đây này. Đấy, cây này. Và cây hoàn toàn ở đây là em thuần vườn, cây nó rất là khỏe, cây nó già năm rồi chị nhá. Chứ không phải là cái cây non xẹt đâu. Đấy nhá, lên ổi đỏ cho em mã A01. A01 này với giá là 140.000 một chậu. Đấy, trước em bán là 160.000 đấy. Bây giờ còn ít nữa thế này em bán cho chị với giá là 140.000. Đây. Dễ này chị thấy không? Dễ mầm đang lên này, cây cực đẹp luôn. Thuần vườn anh chị nhá. Và tiếp theo đây anh chị này, lên cho em một cái tông màu hoa trắng lưỡi đỏ. Đó là cái cây Anna nhá. Cây Anna thì gọi là mặt hoa quốc dân rồi anh chị ạ. Mặt hoa quốc dân rồi. Cái cây này thì cũng dễ hoa lắm. Bông hoa chùm và hoa rất là đẹp. Đấy, gọi là tặng hoa theo chùm đấy anh chị nhá. Cây Anna này, size cây em chia cũng là cây già năm. Nói chung là cái cây này hầu hết là đã ra hoa rồi anh chị nhá. Nó dễ hoa lắm. Cây nó rất là lực như thế này, cây cao nhá. Chị lên mã Anna nhá. Anna cho em là 130.000 một chậu như thế này. Những hôm trước thì em cũng đã lên rất là nhiều mật bông hoa khác ở trên kênh rồi. Anh chị có thể ghé kênh của em tham khảo một số mật bông hoa khác nhá. Anh chị mà ưng mã nào, đấy mật bông hoa nào thì có thể gọi điện đặt hàng trực tiếp với em qua số điện thoại 0984 282 911. Đấy anh chị nhá. Đó, nhớ đúng đầu mã là em sẽ đưa đúng cây nhá chị nhá. Và em Linh San khẳng định luôn từ ban đầu là mình ưng mật bông hoa nào mình chốt mật bông hoa đó, em đưa cho anh chị là chuẩn mật bông nhá anh chị nhá. Rồi em xin cảm ơn ạ.